Xin chào các bạn, ở đây mình đang đứng ở trong khu vực của Landmark 81 và mình quay thử cái video để mà so sánh cái khả năng của hai cái chiếc camera. Thứ nhất là cái chiếc Sony RX 0 Mark 2 và thứ hai là chiếc GoPro Hero 7 7 Plus. Hero 7 Plus thì nó là một chiếc action cam, và cái chiếc Sony RX 0 Mark 2 thì nó được đánh mạnh tới là nó là một cái compact camera, và bây giờ nó có cái màn hình lật lên như thế này, như các bạn thấy thì nó được có thể là dành cho gọi là vlog camera. Đây là đảo Hòn Môn, nó cách Nha Trang, các bạn sẽ thấy Nha Trang ở phía bên kia. Chúng ta đi tàu cano qua, thì mất khoảng cỡ 15 phút để qua tới cái hòn đảo này. Và hiện tại cái đảo này khá nhiều khách Trung Quốc. Đó. Đây là cái video, cái góc thấp nhất, góc hẹp nhất của chiếc GoPro Hero 7. Đó. Thì cái góc này góc line nha. Còn bên RX0 là cái góc của ống kính 24mm. Góc wide, góc rộng trên cái chiếc GoPro Hero 7. Và bên bên này chúng ta vẫn là cái góc 24mm trên chiếc RX0 Mark 2. Đây là cái góc super wide trên chiếc GoPro Hero 7. Và bên này vẫn là cái góc 24mm trên chiếc Sony RX0 Mark 2. Thì cái góc super wide thì nó cho chúng ta cái tầm nhìn toàn cảnh hết. Nhưng mà ngược lại cái chiếc RX0 thì nó cho chúng ta lật cái màn hình lên thì ta có thể quản lý được cái
cái góc cái bố cục ở trên cái khung hình của cái video này. Đây. Đây.